Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp để đón lành tránh dữ cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 11 tháng 9 năm 2024, tức ngày 9 tháng 8 âm lịch, ngày Mậu Dần, trực, chấp, tốt cho khởi công xây dựng, tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Tuổi xung ngày, Canh Thân, Giáp Thân. Tuổi hợp trong ngày, ngày Dần, Lục hợp hợi, Tam hợp ngọ và Tuất thành hỏa cục. Giờ hoàng đạo, Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, Đinh Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Đông Nam, hướng Bắc. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi phát tài nhanh chóng trong ngày thứ tư này sẽ là tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 11 tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, chính tài che chở, con đường tài lộc của người tuổi Tý vô cùng hanh thông trong thời điểm này. Bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn, khiến tiền bạc chảy ào ào về túi. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản thưởng nóng vì những cống hiến cho công ty trong suốt thời gian qua. Đây là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa và khẳng định bản thân. Thủy sinh mộc, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những tiến triển tích cực. Bạn đã mạnh dạn hơn trong việc tiếp xúc với người ấy. Đối phương cũng dần nhận ra những điểm mạnh của bạn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim đưa ra được những quyết sách đúng đắn, khiến tiền bạc chảy ào ào về túi. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy nhận được các khoản thưởng nóng vì những cống hiến cho công ty. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa và khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, bạn đã mạnh dạn hơn trong việc tiếp xúc với người ấy. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, người ấy dần nhận ra những điểm mạnh của bạn. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quy nhân phù trợ Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, Mộc khắc Thổ, người tuổi Sửu phải đón nhận những tin tức không mấy tích cực trên phương diện tình cảm. Bạn cảm thấy nghi ngờ về cảm xúc mà người ấy dành cho mình. Thay vì nghe theo những lời đồn thổi và đoán già đoán non, thì bạn nên thẳng thắn trò chuyện với nửa kia. Có thể giữa hai người chỉ đang có khúc mắc nào đó cần phải tháo gỡ mà thôi. Kiếp tài chán lối, phương diện sự nghiệp của bản mệnh cũng không được hanh thông. Con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe và hợp tác ăn ý với mọi người hơn, đừng làm mọi việc theo ý mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, phải đón nhận những tin tức không mấy tích cực trên phương diện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, bạn cảm thấy nghi ngờ về cảm xúc mà người ấy dành cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, đừng nghe theo lời đồn thổi và đoán già đoán non. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe mọi người. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, đừng ích kỷ làm mọi việc theo ý mình. Con số may mắn 9, 2, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quy nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, thiên quan chiếu mệnh, hôm nay là một ngày không mấy thuận lợi đối với người tuổi Dần. Con giáp này cần hạn chế nóng nảy để không mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh cần công tư phân minh hơn để có những quyết định đúng đắn với cấp dưới, chớ nên ưu ái người này, người khác nhưng lại cố tình gây khó dễ với những người bất hòa với mình. Mộc Vượng khuyên bạn nên quan tâm hơn tới tình trạng sức khỏe của mình. Nếu thấy tinh thần căng thẳng, cơ thể mệt mỏi, bạn cần khám chữa kịp thời hoặc tìm cách giảm stress cho mình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, hạn chế nóng nảy để không mâu thuẫn với mọi người. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, cần công tư phân minh hơn để có những quyết định đúng đắn với cấp dưới. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, chớ nên cố tình gây khó dễ với những người bất hòa với mình. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, nên quan tâm hơn tới tình trạng sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, nếu thấy tinh thần căng thẳng, cơ thể mệt mỏi, bạn cần khám chữa kịp thời. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường xanh rêu, trắng, quy nhân phù trợ Mão, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão, nhờ tam hội thúc đẩy, người tuổi Mão nhận được sự quan tâm và dìu dắt của cấp trên. Đối phương có thể truyền dạy cho bạn rất nhiều kinh nghiệm quý giá hoặc trao cho bạn những cơ hội phù hợp để phát triển bản thân.
Với người làm kinh tế, bạn tìm ra hướng đi mới, giúp bản thân thoát khỏi bế tắc, giúp chuyện kiếm tiền trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Hãy mạnh dạn làm những gì mình cho là đúng, bạn sẽ tự tạo ra lối đi riêng cho mình. Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động, dù bận rộn, bản mệnh cũng nên dành thời gian cho người thân của mình. Những cuộc trò chuyện sẽ giúp gắn kết tình cảm của các thành viên. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, nhận được sự quan tâm và dìu dắt của cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, được truyền dạy cho nhiều kinh nghiệm quý giá. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, bạn tìm ra hướng đi mới, giúp bản thân thoát khỏi bế tắc. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, hãy mạnh dạn làm những gì mình cho là đúng. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, dù bận rộn cũng nên dành thời gian cho bản thân của mình. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, Tỷ Kiên giáng họa, người tuổi Thìn quá kiêu ngạo nên không ý thức được những điểm yếu của bản thân. Bạn có thể đưa ra những quyết định thiếu chính xác, đẩy mình vào thế khó. Hãy dành thời gian để nhìn nhận những gì mình đã và đang làm. Từ đó nhận ra những sai sót của bản thân, bạn cũng cần học cách lắng nghe và hợp tác với người khác, nhìn nhận vấn đề trên nhiều góc độ hơn. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có thể phải đối diện với những đổ vỡ, tổn thương. Nếu muốn hàn gắn quan hệ, hai người cần thành thật với nhau hơn, đừng viện lý do cho những sai lầm của mình. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, quá kiêu ngạo nên không ý thức được những điểm yếu của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, đưa ra những quyết định thiếu chính xác, đẩy mình vào thế khó. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hãy dành thời gian để nhìn nhận lại những việc mình đã và đang làm. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, cần học cách lắng nghe và hợp tác với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, vợ chồng cần thành thật với nhau hơn, đừng viện lý cho những sai lầm của mình. Con số may mắn 9, 4, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ Tí, Dần, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại. Con giáp này cần phải đề phòng mọi người xung quanh nhiều hơn, có thể có kẻ ném đá giấu tay đang chờ thời cơ thích hợp để hãm hại bạn. Đừng quá vội vã khi đưa ra những quyết định làm ăn kinh doanh. Tốt nhất bạn cần thêm thời gian để kiểm chứng thông tin và xác minh đối tác có thật sự là người đáng tin cậy hay không. Phương diện tình cảm không có nhiều tiến triển, người độc thân nên chủ động hơn trong việc tiếp cận với người ấy. Nếu bạn cứ giữ tình cảm của mình ở trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào hiểu được. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, cần phải đề phòng mọi người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, có kẻ ném đá giấu tay đang chờ thời cơ thích hợp để hãm hại bạn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, đừng quá vội vã khi đưa ra những quyết định làm ăn kinh doanh. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nếu bạn cứ giữ tình cảm của mình ở trong lòng thì đối phương sẽ không thể hiểu. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, bạn cần thêm thời gian để kiểm chứng thông tin. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ biết mình cần phải làm gì để khẳng định bản thân. Bạn mạnh dạn nêu lên quan điểm trước tập thể và thậm chí có thể dẫn dắt mọi người gặt hái thành công. Với người làm ăn kinh doanh, bạn gây dựng được vị thế của mình trên thị trường nên ngày càng thu hút được nhiều khách hàng, đối tác. Dù bận rộn nhưng bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá. Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực. Bạn có thể gặp được một ai đó phù hợp trong ngày hôm nay. Hai người vừa trò chuyện đã cảm thấy vô cùng ăn ý. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, biết mình cần phải làm gì để khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, có thể dẫn dắt mọi người gặt hái thành công. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, gây dựng được vị thế của mình trên thị trường nên ngày càng thu hút được nhiều khách hàng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, dù bận rộn nhưng bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, bạn có thể gặp được một ai đó phù hợp trong ngày hôm nay. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dần, Tỵ, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, Mộc khắc thổ, người tuổi Mùi nên hạn chế nóng nảy, tranh cãi với nửa kia của mình. Khi không kiềm chế được cảm xúc, bạn dễ nói những lời gây tổn thương cho đối phương, khiến bản thân hối hận sau này. Với người độc thân, khuyên bạn không nên quá vội vàng bước chân vào một mối quan hệ tình cảm.
đừng vội tin theo những người giỏi nói lời tán tỉnh, ngọt ngào bởi đối phương chưa chắc đã thật lòng. Kiêu tài giúp bản mệnh có thêm quyết tâm chinh phục những mục tiêu đã đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng nên học cách tin tưởng và dựa dẫm vào người khác nhiều hơn, đừng một mình chịu đựng mọi gánh nặng. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim nên hạn chế nóng nảy, tranh cãi với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy dễ nói những lời gây tổn thương cho người ấy. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa không nên quá vội vàng bước chân vào một mối quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ có thêm quyết tâm chinh phục những mục tiêu đã đặt ra từ trước đó. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc học cách tin tưởng và dựa dẫm vào người khác nhiều hơn. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, ghi, nâu, quy nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân, cục diện tương xung ám hại, người tuổi Thân nên chú ý cách hành xử của bản thân, bạn nói năng phải chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Nếu không, dễ gây mất lòng người có thiện chí với mình hoặc đắc tội với kẻ xấu. Với người làm kinh tế, những quyết định vội vàng có thể đẩy bản thân vào cảnh hao tài tốn của. Những mối làm ăn tưởng chừng béo bở cũng luôn ẩn chứa những nguy cơ mà bạn chẳng hề nhận ra. Kim khắc mộc, bạn có thể có những lầm tưởng trong chuyện tình cảm vào ngày hôm nay. Có lẽ bạn cần có thêm thời gian để hiểu rõ lòng mình, đừng đưa ra những quyết định quá nóng vội. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, ăn nói thiếu suy nghĩ, có thể đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, bạn nói năng phải chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, những quyết định vội vàng có thể đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, những mối làm ăn tưởng chừng béo bở cũng luôn ẩn chứa nguy cơ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, có những lầm tưởng trong chuyện tình cảm vào ngày hôm nay. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, vàng, bạch kim, quy nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, Kim khắc mộc, người tuổi Dậu nên hạn chế tranh cãi với nửa kia của mình. Vợ chồng nên nhường nhịn và thấu hiểu nhau hơn một chút thì nhà cửa mới yên bình, không nên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Với người độc thân, có vẻ như bạn đang có những suy nghĩ quá tiêu cực trong chuyện tình cảm nên thường tìm cách từ chối các cuộc gặp gỡ. Bạn cũng sợ mình mắc phải sai lầm như trong quá khứ. Thương quan ngăn trở, con đường thăng quan tiến chức của bản mệnh cũng không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Tốt nhất bạn nên tập trung làm cho tốt công việc của mình, chớ nên tìm đường ngang lối tắt kẻo rước họa. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, vợ chồng nên nhường nhịn và thấu hiểu nhau hơn một chút thì nhà cửa mới yên bình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, bạn đang có những suy nghĩ quá tiêu cực trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, bạn sợ mình mắc phải sai lầm như trong quá khứ. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, bạn nên tập trung làm cho tốt công việc của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, chớ nên tìm đường ngang lối tắt kẻo rước họa. Con số may mắn 5, 1, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, xám, quy nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất, tỷ kiên tác động, người tuổi Tuất có xu hướng cô lập bản thân và không muốn hợp tác với mọi người xung quanh. Bạn phải một mình gánh vác mọi chuyện nên sẽ cảm thấy khá vất vả. Với người làm lãnh đạo, con giáp này thường đưa ra những quyết định khá độc đoán và không nghe theo lời góp ý của nhân viên. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, năng suất lao động của tập thể sẽ sụt giảm. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng lắm nỗi gian truân. Bạn khó mở lời cho người ấy biết những nỗi niềm đang giấu trong lòng, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người dễ nảy sinh hiểu lầm. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, có xu hướng cô lập bản thân và không muốn hợp tác với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, phải một mình gánh vác mọi chuyện nên sẽ cảm thấy khá vất vả. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, đưa ra những quyết định khá độc đoán và không nghe theo lời góp ý của nhân viên. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, khó mở lời nói cho người ấy biết những nỗi niềm đang giấu kín trong lòng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, vợ chồng dễ nảy sinh hiểu lầm với nhau. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, nâu, đỏ, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Dậu. Tử vi tuổi Hợi, nhị hợp giúp người tuổi Hợi có một ngày sự nghiệp hanh thông, thuận lợi ngoài dự kiến. Nhờ kinh nghiệm và vốn kiến thức của mình mà bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết các vấn đề bế tắc. Với người làm kinh tế, bạn có thể được khách hàng, đối tác thân thiết giới thiệu cho những mối làm ăn triển vọng. Hãy tin tưởng vào bản thân và đón nhận các cơ hội, bạn sẽ phát triển nhanh chóng.
Chuyện tình cảm nhìn chung khá hài hòa, người độc thân đã cởi mở và chủ động hơn khi trò chuyện với mọi người xung quanh. Bạn sẽ sớm tìm ra người có tâm hồn đồng điệu với mình. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết các vấn đề bế tắc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, phát huy kinh nghiệm và vốn kiến thức của mình đúng lúc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, được khách hàng đối tác thân thiết giới thiệu thêm cho những mối làm ăn triển vọng. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, hãy tin tưởng vào bản thân và đón nhận các cơ hội. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, bạn sẽ sớm tìm ra người có tâm hồn đồng điệu với mình. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh da trời, quy nhân phụ trợ, Tý, Mão, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 11 tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Ngọ, Tý, Hợi. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Sửu, Dần, Thìn. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!